Ngày 26 tháng 3 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức xét xử sơ thẩm 9 bị cáo, nguyên lãnh đạo, công chức xã dị sử, nay là phường dị sử thị xã Mỹ Hào, về 3 tội danh, lạm quyền trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2019, để có nguồn kinh phí cải tạo, xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn xã dị sử huyện Mỹ Hào, nay là phường dị sử thị xã Mỹ Hào. Ban chấp hành Đảng bộ xã dị sử qua các thời kỳ gồm các bị cáo Nguyễn Quang Phục, nguyên Bí thư Đảng ủy phường, Vũ Văn Ngọc, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Nguyễn Kim Dương, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Đỗ Chi Hào và Vũ Duy Bình, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Đặng Đình Tâm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Vũ Thị Dung, Đỗ Chí Thanh, Hồ Thị Thanh Nhàn đều là nguyên công chức tài chính thủ quỹ, địa chính xã, tiến hành họp, thống nhất và ban hành nhiều nghị quyết phối hợp với cấp ủy chính quyền các thôn bán đất trái tầm quyền hơn 72.000 m2 đất ao thùng vũng, gây thiệt hại hơn 6,4 tỷ đồng. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên 7 bị cáo Phục, Ngọc, Dương, Hào, Bình Dung, Nhàn bị phạt tù từ 2 năm 3 tháng tù đến 4 năm 9 tháng tù, bị cáo Tâm, Ngọc phạt 2 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án trao.